Chào mừng anh chị đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Và hôm nay thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và cũng mới đăng ký xong một chiếc xe Toyota Cross và cũng làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như giá lăn bánh thời điểm hiện tại của chiếc xe Toyota Cross, cũng như cập nhật cho anh chị về giá bán và một số chính sách của chiếc xe Toyota Corolla Cross thời điểm hiện tại. Và thời điểm hiện tại thì bên em đã dừng phân phối phiên bản G. Đối với xe 2024 thì sẽ không có bản G về nữa, và chỉ còn bản V và bản HV. Nếu mà anh chị muốn lấy bản G thì hiện tại thì trên hệ thống em còn tồn một vài chiếc xe 2023 bản G. Thì còn 2024 thì em chỉ có là xe bản V thôi và bản HV thôi. Và em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán của thời điểm hiện tại với các phiên bản 1.8V có giá niêm yết là 860 triệu, và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 10 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện chính hãng. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị đăng ký ở Bắc Ninh hay các tỉnh có thuế 10% thì sẽ là 941 triệu, và nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị trước giúp em số tiền là 273 triệu thôi. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8 HEV, phiên bản xăng lai điện, thì có giá niêm yết là 955 triệu, và thời điểm hiện tại thì lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 056 triệu. Trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 305 triệu để lăn bánh. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Corolla Cross của thời điểm tháng 3 năm 2024. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết hơn chiếc xe Toyota Cross này. Chiếc xe Toyota Cross thì được ra mắt ở thị trường Việt Nam từ năm 2020, và đến hiện tại thì đã luôn nằm trong top những chiếc xe bán chạy. Và chiếc xe này thì được sử dụng trên nền tảng là TNGA, có cái thiết kế rất là châu Âu, rất là toàn cầu, và có nhiều trang bị từ đèn bi LED này, hệ thống radar phụ trách cái chức năng là cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh, giữ làn đường, đèn pha thích ứng, giữ tốc độ thích ứng, cam 360, hai cảm biến trước, và la răng 18 inch dạng phay xước. Ở phần thân xe thì anh chị sẽ thấy cụm gương có mắt cam trong hệ thống cam 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, cụm mở gương tự động, cũng như là ở phần tay nắm cửa sẽ được trang bị là các cảm biến thông minh để mở cửa, cũng như là khóa cửa chỉ cần bằng cách là chạm vào thôi. Và xe Toyota thì luôn luôn nổi tiếng với tiêu thụ nhiên liệu và mức cái sử dụng vận hành rất là tiết kiệm, thì với máy 1.8 này chỉ có 7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Ở phần thân xe thì anh chị sẽ thấy là xe được trang bị là cụm đèn hậu dạng full LED và có một vài cái chế trang bị điểm nhấn là chrome, cũng như là có 4 cảm biến ở phía sau. Ở phần nóc xe anh chị sẽ thấy là có trang bị là hai giá nóc cũng như là thêm cửa sổ trời. Chiếc xe này thì được trang bị là ngoại thất màu đỏ và nội thất sẽ được trang bị là nội thất màu đen, và ngoài ra anh chị có thể chọn lựa chọn là nội thất màu nâu đỏ nữa. Và cái phần nội thất này em đang chỉnh cái ghế, và cũng tiện giới thiệu cho anh chị luôn, chiếc xe này dùng ghế trang bị là ghế điện, có cụm mở gương tự động này, có lên xuống kính auto, có đèn điều chỉnh độ cao thấp của đèn và tự động pha cốt, có đèn pha tự động này, rồi có cả các cái chức năng trong cái cụm điều khiển màn hình đa thông tin và điều khiển trong cụm chức năng Toyota Safety Sense. Màn hình 10.1 inch, có Apple CarPlay không dây và Android Auto không dây. Điều hòa thì được trang bị gì ạ? Đang trang bị là điều hòa auto 2 vùng, cũng như là được trang bị thêm một số các option khác như là cửa sổ trời, còn sắp tới có thể nâng lên cửa sổ trời toàn cảnh. Và đây là hàng ghế thứ hai của xe. Một đặc biệt một cái nữa là cái chiếc xe Toyota Cross này thì có cốp rất là rộng, mở cốp điện kết hợp với đà cốp anh chị ạ. Đó, em vừa ấn để mở. Là phần cốp của xe Toyota Cross có đá cốp và cốp điện. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán
cũng như là cập nhật giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Cross này. Anh chị nào có nhu cầu đặt xe hay có cần tư vấn thêm về thông tin xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em ở trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.